Xin thân ái kính chào quý khán giả của Việt Vision. Chiều ngày hôm nay Bảo Ngọc đang có mặt ở tại bãi biển Bãi Cháy của thành phố Hạ Long. Định là sẽ không lên sóng, nhưng mà có một anh Việt Kiều ở bên Na Uy. Anh ấy có những cái câu chuyện ngày hôm nay rất thú vị muốn gửi đến quý vị. Chính vì thế cho nên là Bảo Ngọc tranh thủ lên trò chuyện cùng với lại anh Phước Hưng đến từ Na Uy. Xin chào anh Phước Hưng ạ. Tôi Phước Hưng, tên Na Uy. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên quê chúng ta. Xin kính chào quý vị trên Việt Vision. Xin chào cô Bảo Ngọc, xin chào anh Bảo Trâm ạ. Xin mến chúc quý vị một buổi thứ bảy vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Dạ vâng, chào anh. Anh Phước Hưng ơi, hôm nay thì Bảo Ngọc nghe tin là ở bên Na Uy vừa có một cái vụ tham nhũng rất là lớn, mà hình như là lớn nhất của Na Uy từ trước đến nay thì phải. Anh Phước Hưng có thể chia sẻ cho khán giả của Việt Vision biết về sự việc này được không ạ? Thưa quý vị khán thính giả trên quê hương ta, trong tuần này Na Uy, tòa án Na Uy mới đóng đinh hai tên tham quan, mà một vụ tham nhũng này là lớn nhất từ lịch sử của Na Uy từ trước tới giờ. Tôi muốn chia sẻ cho quý vị nghe là bởi vì quý vị ở trên quê hương ta rất thích nghe tôi bình luận về cái vấn đề viên chức tham nhũng tệ nạn xã hội trên xứ giàu, cái đặc biệt ở chỗ là trên xứ giàu, cho nên hôm nay tôi cũng có một cái thông tin như vậy muốn cũng chia sẻ với quý vị cùng nghe nha. Và ngoài cái vấn đề này ra thì cũng hầu chuyện với quý vị trong cũng giống như những cái chương trình vừa qua, coi như là phản biện không giới hạn ngôn từ, có nghĩa là những gì mà dân chú cụi nó tăng bốc cái gì ở bên này cũng tốt, mà nó chê nhà nước Việt Nam cái gì cũng xấu, thì tôi sẽ lật ngược lại. Xin mời quý vị cùng nghe và cùng bình luận góp ý với tôi nếu có gì sai sót. Dạ. Thưa quý vị, trong tuần này hồi bữa thứ năm có hai viên chức của Na Uy bị đóng đinh tham nhũng là 5 năm tù, lý do là tham nhũng 21 triệu đồng tiền Na Uy, tính ra tiền Việt Nam khoảng 45 tới 50 tỷ tiền Việt Nam. Dạ. Thông thường thì tham nhũng ở Na Uy đâu tôi ở đây là 31 năm chưa có cái vụ án nào lớn hơn tới cái vấn đề là 21 triệu tiền corona là tiền Na Uy. Ngày hôm nay cái vụ án này tương đối là lớn, nhưng mà theo tôi xem đài thì của các cơ quan báo chí về nhà nước vân vân thì nó nói đây là một trong những vụ án tham nhũng lớn nhất từ trước tới giờ của nền chính trị của Na Uy. Quý vị thấy không, quốc gia giàu đa nguyên đa đảng, viên chức cũng giàu, tại sao tham nhũng đó? Trước đây tôi thường chia sẻ với quý vị là cái gì, ở trên đời này không ai chê tiền nhiều bao giờ, không ai chê quyền lực cao bao giờ, nhưng cái quan trọng là cái đồng tiền đó, cái quyền lực đó mình kiếm bằng cách nào và mình bước lên bằng cách nào, tự do mình là tự tay mình kiếm ra hay là mình mượn tay người khác tiếp tế, nó có khác cái chỗ đó. Bây giờ làm ăn hợp pháp hay phạm pháp thì phải tùy theo mỗi một con người, chứ không thể nào đánh giá rằng cái anh đó là cái anh tham nhũng, cái ông kia là cái ông thanh quan. Chưa đưa ra ánh sáng thì chưa biết ai là ai đâu, nhưng cái đặc biệt ở đây là dân chú cuội nó nói là Na Uy là một quốc gia giàu có, không bao giờ có cái chuyện tệ nạn xã hội, không bao giờ có cái chuyện tham nhũng. Đó, chính vì vậy mà tôi lên đây tôi lật ngược lại hết, nhất là cái đám dân chú cuội ở trên Oslo, những một cái vài tên linh tinh còn lại thôi. Đó, mà cái vụ này là xảy ra trong tuần nay, nhưng mà tôi chưa thấy dân chú cuội lên kênh truyền thông để mà chia sẻ cho quý vị nghe. Tôi cũng muốn biết coi dân chú cuội có theo dõi được bao nhiêu tin tức ở tại đất nước Na Uy này. Tôi rất hứng thú gặp một người Việt Nam, nhất là dân chú cuội, để lên đây bình luận về đời sống tệ nạn xã hội của đất nước Na Uy, nhất là viên chức và đội lớp tôn giáo và lạm dụng từ thiện. Người dân bình thường tôi không nói. Là, xin thưa quý vị nghe, để ý cái vấn đề này tôi nói. Người dân bình thường tệ nạn xã hội tôi không nói. Tôi muốn nói về viên chức. Để phản biện lại, tụi nó luôn luôn là soi bói bươi móc viên chức của Việt Nam của chúng ta là tham ô hối lộ. Để quý vị so lại, tí so bên này coi bên nào ăn nhiều hơn. Dạ vâng ạ, Bảo Ngọc đang ở ngoài biển, thế cho nên là sóng nó hơi kém. Vừa rồi là Bảo Ngọc bị mất tín hiệu. Anh Phước Hưng, thì anh có thể kể chi tiết cho quý khán giả được biết thêm được không ạ? Dạ thưa được. Thưa quý vị khán thính giả trên quê chúng ta, cách đây 2 tuần tôi cũng đã có lên trên kênh Thăng Long TV, tôi cũng có chia sẻ về một ít là vấn đề là mafia
gọi là tổ chức xã hội đen cấu kết với viên chức của Na Uy. Tôi chỉ nói riêng về Na Uy là chính thức, còn vòng vòng kia cũng có rồi. Thì quý vị nhìn vô thử coi, Na Uy hay là bất cứ thị điển đang mặt gì, nó cũng chỉ là người thường bắt thịt thôi mà, thấy không? Đâu phải là thánh thần gì đâu, không? Mà tôi rất là bức xúc khi mà một vài người Việt Nam ở tại đất nước Na Uy này cho rằng viên chức Na Uy là thanh cao, là thánh bạch, trong khi họ chưa có từng va chạm tới những cái vấn đề tệ nạn xã hội, và họ cũng chưa từng giao lưu hay là tìm hiểu về cái vấn đề viên chức, hay nói một cách khác hơn là họ cũng chưa từng bước vô nhà tù, mà họ làm gì biết được bao nhiêu cái phần trăm ở tù dân ở trong tù Na Uy. Tôi thường chia sẻ với quý vị rồi, nước Na Uy rất giàu, dân số lại ít, nhưng mà cái số lượng nhà tù nó lại nhiều hơn bên nước Việt Nam ta. Đó. Thì quý vị hình dung ra là bao nhiêu tệ nạn ở trong đó. Ở Na Uy này tệ nạn mà về mà kinh tế là nhiều, tức là tham nhũng đó, xì ke và buôn người đó. Còn cướp bóc trộm cắp tài sản thì nó không có nhiều. Nó có khác với quê hương ta ở cái chỗ đó. Cái xứ giàu này nè, nó mới dễ cho là cho con người ta nghĩ ra một cái cách làm giàu nhanh chóng mà bắt hợp pháp. Tại vì ở Na Uy này muốn làm giàu nhanh chóng thì buộc lòng phải làm cái nghề tay trái. Mà nghề tay trái là nghề gì thì quý vị tìm hiểu sâu vô một chút xíu nữa là sẽ hiểu tôi nói cái gì ngay. Dân chú Cụi Na Uy ơi, dân chú Cụi có nghe tôi nói gì không? Dân chú Cụi, một cái tin tức này rất là nóng bỏng mà tôi không nghe các bạn, tôi chưa thấy các bạn đưa lên kênh truyền thông. Các bạn cứ bươi móc chính phủ Việt Nam này, chính phủ Việt Nam kia, thiếu cái này, thiếu cái nọ. Các bạn là những người dạch lá tìm sâu. Quý vị coi đi, đất nước Na Uy nó giàu nha, viên chức nó có cần thiết phải bỏ túi riêng không? Quý vị nhìn lại đi, mới đã đóng đến là bữa thứ năm này thôi. Mà còn rất nhiều vụ án khác nhau nữa, nhưng mà tôi ở đây 31 năm, chưa bao giờ thấy một tên dân chủ cụi nào tại Na Uy bình luận về tệ nạn viên chức của Na Uy. Hoặc là tệ nạn về tôn giáo của Na Uy, tức là lạm dụng tôn giáo, đội lớp tôn giáo, ấu dâm xì ke ma túy, lừa gạt từ thiện. Tôi chưa bao giờ nghe được một người Việt Nam nào sống tại đất nước Na Uy này mà nói ra cái chuyện này. Dạ vâng ạ. Thực ra thì theo Bảo Ngọc thì ở quốc gia nào, đất nước nào thì cũng có tham nhũng, dù ít hay nhiều. Na Uy là một đất nước mà rất là giàu có, và pháp luật thì cũng rất là nghiêm minh, vậy mà vẫn còn có những cái vụ tham nhũng giống như anh Phước Hưng vừa nói. Thế thì đương nhiên Việt Nam chúng ta đang trong thời kỳ quá độ phát triển, và một nước đang phát triển thì cái việc mà chống tham nhũng, công cuộc chúng ta chống tham nhũng là đương nhiên chúng ta phải thực hiện. Thế và gần đây thì như quý vị cũng đã biết, đó là Đảng và Nhà nước đã làm cái cuộc chống tham nhũng rất là mạnh mẽ và quyết liệt. Gần nhất đây đó là vụ Việt Á thì hầu như là trong và ngoài nước ai cũng biết. Thưa quý vị khán giả trên quê hương ta, cách đây hai hôm cũng có xem một ít thông tin của chẳng hạn như là Nam Tây Đô hay là một số thông tin khác của Việt Nam mình, gọi là truyền thông Việt Nam mình, có nghe qua cái tên Nguyễn Văn Thắng bị bắt, tức là dân chú cụi. Tôi chưa biết tên này là tên nào, nhưng nói chung gọi là dân chú cụi. Thì tôi đã chia sẻ với quý vị hơn 2 năm nay, phải thỉnh thoảng là lòi ra 1 thằng, thỉnh thoảng là lòi ra 2 thằng. Là đi tù thôi chứ không làm được chuyện gì hết. Tôi cũng muốn biết coi ở trong đất nước của chúng ta còn bao nhiêu thằng giống như thằng này nữa. Nhưng mà đáng tiếc là lần này có một mình nó à. Nếu mà nhà nước Việt Nam bắt nhiều nhiều chút nữa thì tôi có hứng thú để bình luận. Một tên này thì cũng chẳng có thấm thía gì đâu, cũng chưa có cái gì để mà tôi hứng thú phải bình luận gì hết. Nhưng mà tôi chỉ đánh giá và xem thường những cái gì của những người Việt Nam ở trong nước Việt Nam đang làm. Nè, đó là những người dân chủ cụi, đi làm chính trị ảo, truyền thông bậy bạ, cuối cùng là được là cái gì quý vị? Cuối cùng cũng là hai chữ đi tù mà thôi, thấy không? Để tôi coi lần này nó đi tù đó, nó để tôi coi nhà nước Việt Nam đóng đinh nó bao lâu, rồi để coi trục xuất nó qua bên này hay là cho nó ở lại Việt Nam. Để tôi coi, chắc là thằng này nó mong rằng đi tù xong rồi được trục xuất đi Mỹ, kệ đi, cho nó qua đây cho nó đoàn tụ với mấy thằng Cù Di Hà Vũ, Cù Quy Hà Vũ gì đó, hay là đoàn tụ với mấy cái thằng mà mẹ nắm nắm mẹ, mấy con nắm mẹ gì đó, hay là đưa nó qua đây gặp cái thằng hội anh em vô chủ của Nguyễn Văn Đài, cứ nhốt nó chừng mười mấy năm được rồi, và đưa nó qua đây sống là nó có được tương lai tươi sáng à. Tôi cũng hy vọng nhà nước Việt Nam nó đóng đinh nó khá khá, đừng có dưới 10 cuốn, cho nó ở chừng 10 cuốn và đẩy nó qua bên này, qua đây rồi tôi sẽ cho nó tương lai tươi sáng.
hình chục thứ nó qua đây đây, rồi tôi cho nó tương lai tươi sáng à, để nó thấy đa đảng dân chủ. Nó qua tới đây tự động nó thấy tương lai tươi sáng à. Nhà nước Việt Nam nhớ đóng đinh nó nhiều nhiều nha, tôi tặng nó thêm 2 cuốn nữa à, cho nó ngồi cho đã luôn à. Dạ vâng, thực ra thì cái tên Nguyễn Lân Thắng này thì là cơ quan an ninh Việt Nam cũng đã theo dõi từ rất lâu rồi anh Phước Hưng ạ. Thế và để đến bây giờ mới bắt hắn, bởi vì là cơ quan chức năng cần phải thu thập rất là nhiều chứng cứ và buộc tội hắn. Vâng. Thì sau đó thì là mới có quyết định của công an thành phố Hà Nội là chính thức là bắt tên Nguyễn Lân Thắng. Vâng, anh mời anh Bảo Trâm. Bảo Trâm, Bảo Trâm muốn nói gì ạ? Khổ quá, đang nói thì nói nốt đi. Rồi, nghe vâng, rồi rồi. Anh Phước Hưng. Sóng nó chập chờn, chập chờn, nó không rõ. Nghe rõ lắm, nghe rõ anh lắm. Phương, anh Phước Hưng nghe rõ không? Nghe rõ lắm. Vâng, và anh Phước Hưng ơi, ngày hôm nay thì buổi sáng Bảo Ngọc có được một nhận được một cái thông tin, đó là vừa có một cái vụ xả súng rất là mới, vừa mới diễn ra ở Mỹ. Thì không biết là anh Phước Hưng có nắm được sự việc này không ạ? Thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cũng có đồng thời tôi cũng có xem tin tức của bên Mỹ, cũng mới vừa xả súng chết vài ba mạng nữa à, quý vị thấy không, 2-3 tuần trước xả, 2-3 tuần sau cũng xả đó, đa nguyên đa đảng đó, chính trị tốt đó, nhà nước giàu đó, giết nhau như chó vậy đó quý vị đó, tự do không đó. Sẵn đây nói tới 2 chữ tự do thì có một vài khán giả là sửa lưng tôi rằng nếu đã là tự do rồi thì muốn nói gì nói, muốn làm gì làm nhé. Khán giả trong nước Việt Nam nha, tức là tôi không biết về tự do. Xin thưa với quý vị khán thính giả rằng tự do phải tự do trong luật pháp nha quý vị, chứ không phải là tự do ngoài dòng pháp luật. Quý vị nên nhớ câu đó. Cái tự do của quý vị là tự do quá chớn, tự cho tự do ngoài dòng pháp luật, quý vị quá xem thường pháp luật. Quý vị có muốn biết tự do như thế nào, quý vị bước đến Na Uy nè, và quý vị sẽ thấy. Tôi đố quý vị dám nói cái vấn đề mà tự do mà ngoài dòng pháp luật đó. Nếu mà nó không còng đầu quý vị á, tôi tự chặt đầu tôi xuống đó. Cái tự do của quý vị trên quê hương ta là tự do xem thường pháp luật, tự do xem thường nhân cách của người khác. Cho nên quý vị thích là quý vị chửi nhà nước, quý vị thích là quý vị nhục mạ người khác. Đây là tôi nói một số ít người ở trên đất nước Việt Nam ta không biết tôn trọng nhân quyền là gì, không biết tôn trọng luật lệ là gì dạ. Cái tự do của quý vị là tự do làm bậy, tự do nói bậy dạ. Tôi không hài lòng với cái quý vị một vài khán giả đó mà sửa lưng tôi cái vấn đề đó. Xin thưa với quý vị rằng tôi không phải là luật sư, nhưng mà luật sư mà tầm thường ở đây á cũng khó qua nổi tôi lắm. Cho nên luật lệ ở đây tôi rất là rành. Không có một quốc gia nào cho phép các bạn tự do nói bậy nói bạ, tự do nhục mạ người ta và tự do chống phá những người thi hành công vụ. Xin nói thẳng với quý vị một câu như vậy. Tuy tôi không sống ở bang Việt Nam nhưng tôi vẫn biết luật pháp Việt Nam cũng không cho phép quý vị làm điều đó. Quý vị không cần phải lên trên mạng mà sửa lưng tôi thế này thế nọ. Những gì tôi nói là tôi luôn 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 là chịu trách nhiệm với những gì tôi nói. Tôi nói ra đây là luôn luôn tôi chịu trách nhiệm với luật pháp. Nếu ở đây mà tôi nói cái gì sai đó, xin thưa quý vị ở bên Việt Nam rằng quý vị không cần phải chỉnh sửa tôi đâu. Ở đây nó đã khởi tố tôi rồi. Dân chủ cùi ở Na Uy này nó đang rình tôi để làm một cái chuyện gì sai trái, để nói một cái gì sai trái để nó sửa lưng tôi. Đó. Mà tôi xin thưa với quý vị rằng trong tầm mắt của tôi á, 3-4 ngày tù, 3-4 tháng tù ở bên đất nước Na Uy này là đồ bỏ đối với tôi. Không có nghĩa địa gì đối với tôi cả. Tôi nói đây là nếu một ngày nào đó tôi không may tôi phát ngôn bừa bãi hay gì đó là sẽ bị dân chúng của nó chụp mũ tôi, thì đối với tôi 1-2A tháng tù ở đây là chuyện bình thường. Tôi có tiền bồi thường danh dự cho nó mà. Chứ nếu không thì làm gì mà tôi dám can đảm đứng lên trên mạng mà phát sóng mạnh như vậy. Dân chúng của trong tầm mắt của tôi không đáng một đồng xu. Dạ vâng, vâng ạ. Thực ra thì là đấy chính là hậu quả của cái việc đa nguyên đa đảng và tự do quá, thái quá, tự do một cách thái quá, dẫn đến là đến quyền làm người cũng còn không, người ta cũng bị tước đoạt, thì cái đấy không thể là tự do dân chủ được, đúng không anh? Vâng. Thế còn một cái việc nổi bật nữa trong mấy ngày hôm nay, đó là cái việc tổng thống cựu thủ tướng của Nhật Bản vừa mới bị ám sát. Vụ việc này anh Phúc Hưng có biết không ạ? Lâu lâu thỉnh thoảng 5-10 năm vài chục năm thì cũng có một ông thủ tướng hay là ông tổng thống gọi là hết nhiệm kỳ đó bị ám sát. Mà nguyên nhân ám sát như thế nào thì tạm thời không thể nào mà đoán ra được, nhưng cũng chia sẻ với quý vị là cái nguyên nhân bị ám sát thì chắc là mất lòng ai rồi, mất lòng bè phái nào rồi. Quý vị còn nhớ cách đây tôi nói chuyện trên Thăng Long TV về vấn đề mafia không?
Thưa quý vị, mafia ở bên nước ngoài này nó tổ chức nó tồn tại hơn 100 năm nay rồi. Nếu một ông tổng thống đó hay ông thủ tướng đó gọi là một người lãnh đạo quốc gia đó mà làm một cái gì đó có thể cản trở cái sự phát tài phát triển làm ăn của cái tội sao đen, nó có thể thuê người giết quý vị sau khi quý vị mãn nhiệm kỳ. Cho nên ông Obama ổng cái nhiệm kỳ của ổng á, ổng ra một cái luật mới là bất cứ một ông tổng thống nào sau khi mãn nhiệm kỳ thì sẽ được bảo vệ suốt cuộc đời luôn cả vợ con. Ngày trước cái thời ông Obama thì không có cái luật đó. Đó, bởi vì làm tổng thống cái vấn đề an nguy của họ rất là nguy hiểm. Cho nên kể từ thời ông Obama thì ổng mới ra cái luật là kể từ thời nhiệm kỳ của ổng là sẽ được bảo vệ suốt đời cả gia đình dù cho là hết nhiệm kỳ cho đến chết luôn đó. Cho nên cái luật đó hiện tại ở Mỹ đang sử dụng đó. Ở bên Na Uy không có, Thụy Điển không có, Đan Mạch không có, bên Nhật không có đó. Những người thủ tướng ở bên này đó, thưa quý vị khán giả, sau khi hết nhiệm kỳ rồi đi ra đường ra đời đó cũng là người thường mất thịt chứ không phải là gọi còn là quay phong như ngày còn nhiệm chức đó. Cho nên dễ bị mafia nó làm thịt lắm đó. Ở đây chúng ta là một người thủ tướng muốn giết một muốn tiêu diệt sạch cái bọn mafia rất khó, nhưng mà bọn mafia nó có thể tiêu diệt gia đình chúng ta rất dễ, bởi vì mafia nó là ẩn hình đó, còn chúng ta là những người lộ hình, cho nên chúng ta nằm trong sự kiểm soát của mafia. Tổ chức mafia ở đây rất là lớn nha quý vị, nó tồn tại hàng trăm năm nay rồi, nó làm giàu dễ lắm. Tôi xin thưa quý vị là như vậy, nó mạnh vô cùng. Viên chức ở đây muốn đụng với mafia rất là khó, gọi là xã hội đen á. Xã hội đen ở bên Việt Nam của chúng ta là dạng linh tinh thôi, còn ở bên đây là xã hội đen ở đây là có kết cả quốc tế. Lâu lâu mới lòi ra một tên trùm, tụi nó ẩn hình ghê gớm lắm quý vị. Cho nên cái vấn đề mà ám sát một ông thủ tướng không khó lắm nếu mà ông thủ tướng mà hết nhiệm kỳ, ngoại trừ có cái lực là được bảo vệ giống như ông Obama ông vừa ban ra đó, thì có thể cái người đó được an toàn. Tại vì quý vị biết tại sao không? Ở trong nền chính trị, phe này không thích mình, phe kia không thích mình là rất là chuyện bình thường, nó cũng giống như thương trường vậy. Thì người ta có thể tiêu diệt mình bất cứ lúc nào, người ta có thể hạ gục mình bất cứ lúc nào đó, nếu mà chúng ta không đề phòng. Các bạn cũng biết rằng ở trên đời 100 người ghét một dạng người thương là cái chuyện nó rất là bình thường. Không có ai ở đời được mà được lòng tất cả mọi người cả đó. Cho nên chỉ cần là 1.000 người thương mình mà 1 người ghét mình thôi thì mình đó là một cái sự nguy hiểm đối với mình rồi. Cho nên đối với ông thủ tướng của Nhật này mà bị ám sát, đối với tôi thấy không có gì là lạ. Không có gì là lạ. Năm xưa ông tổng thống Kennedy cũng đã từng bị ám sát. Mà ngoài ông tổng thống Kennedy ra, mấy anh em của ổng cũng đã từng bị ám sát. Có nghĩa là mấy anh em trai của ông cố tổng thống Kennedy còn là bị ám sát chết. Mà cái thời đó là cái thời loạn, thời đó mafia ở đây nó hoành hành ở bên châu Âu này ghê gớm lắm quý vị. Cho nên là cái vấn đề một ông tổng thống, một ông thủ tướng, một gọi là một ông bất cứ ông lãnh đạo nào sau khi hết nhiệm kỳ mà không được sự bảo vệ tuyệt đối an toàn thì cái đối với cái vấn đề an ninh của họ thì dễ bị ám sát là chuyện bình thường nếu mà ông đã mất lòng tới người khác. Mà tôi nghĩ là dân thường thì không ai có tư cách đụng tới mà những người này đâu. Chắc là cũng là dân đầu trâu mặt ngựa đó, mà đầu trâu mặt ngựa nào thì tôi không biết được. Bởi vì những người mà có khả năng mà có ý định ám sát một người lãnh đạo chắc không phải là phe phái đó, là phe phái tầm thường. Với cái sự mà theo dõi của tôi ở bên châu Âu này thì tôi đánh giá như vậy, cái góc nhìn của tôi là như vậy. Xin chào quý vị. Dạ vâng, thực ra thì Thủ tướng Abe khi mà được tin Thủ tướng Abe bị ám sát ấy thì không chỉ có người dân Nhật Bản mà kể cả là những người dân Việt Nam, ngay cả Bảo Ngọc Bảo Trâm thì cũng rất là cảm thấy rất là buồn, bởi vì ông Abe là một trong những người mà có thiết lập cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản rất là sâu sắc trong nhiều năm. Thế và cũng vâng, cũng đẩy được cái mối quan hệ giao bang giữa hai nước lên một tầm quan hệ một tầm quan hệ mới. Thế đó là quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thế thì qua đây thì cũng rất là muốn gửi lời, muốn chia buồn với cả gia đình của ông Abe. Thế và hy vọng là ở đất nước Nhật Bản hoặc là những nước châu Âu ấy, như anh Phước Hưng đang sống ấy, sẽ không có những cái trường hợp xảy ra như cái vụ ám sát của ông Abe nữa, bởi vì là đó chính là cái tước đi cái quyền làm người của một người công dân. Tôi chưa nói đến ông là cựu thủ tướng. Thế thì cũng rất hy vọng là anh Phước Hưng sẽ có cái thời gian về Việt Nam
để cảm nhận được cái không khí cuộc sống thanh bình của người dân Việt Nam rất là thanh bình và không có xảy ra bạo loạn cũng như là không có những cái sự việc giống như là ở Nhật Bản vừa qua. Vâng, xin mời anh Phước Hưng còn suy nghĩ gì nữa không ạ? Thưa quý vị khán thính giả trên quê chúng ta, và đồng thời tôi cũng muốn chia sẻ thêm quý vị một ít thông tin về vấn đề Thủ tướng bên này nữa. Cách đây 8 năm, bà Thủ tướng Na Uy của chúng tôi ở đây cũng đã bị một tên Hồi giáo viết thơ hăm dọa. Hắn bị bắt ở tù 8 năm ở đây tại Na Uy này, mới trục xuất qua bên Ý rồi cách đây hồi 6 tháng. Một tên khủng bố, đó, nó đã từng viết thơ hăm dọa bà Thủ tướng Na Uy của chúng tôi tại đây. Đó, quý vị thấy không? Bình thường lắm, cái bọn bên này nó ghê gớm lắm. Đó, dám viết thư thăm Thủ tướng nữa, cuối cùng bị công an Na Uy bắt, nhốt 7 năm, 7 năm mấy, rồi mới trục xuất cách đây mấy tháng đi qua bên Ý. Bởi vì thằng này nó có liên can tới bên Ý nữa, cái thằng chùm khủng bố này nó ghê gớm lắm. Ở trên đất nước Na Uy này, quý vị biết không, sống ở trên Oslo rất là nguy hiểm. Bởi vì Hồi giáo tụ tập về Oslo rất nhiều, chính phủ Na Uy ở đây cũng chả làm gì được nó. Quý vị thấy không, đâu đâu bắt được thằng làm được cái gì đây. Mà tưởng sao gì, cái tội mà hăm dọa Thủ tướng thì chỉ phạt có 8 năm tù, 7 năm tù trục xuất, đâu có sức răng đe, phải là tử hình. Nhưng mà ở Na Uy không có cái mức án tử hình. Quý vị thấy không, cho nó làm nó đâu có sợ. Vừa qua, vừa rồi, cô Bảo Ngọc có nói là luật pháp của Na Uy nó răng đe, nó cũng khá nghiêm túc, nhưng mà có những cái nó không răng đe. Ở đây chỉ là răng đe về dân sự thôi, răng đe về phạt tiền, phạt này, phạt nọ thôi, nhưng mà đụng vô cái vụ án lớn á, mức án ở đây rất thấp. Cho nên người dân ở đây á, và viên chức ở đây nó tham nhũng rất nhiều. Quý vị biết không, nó tham nhũng 21 triệu mà chỉ có 4 năm tù, 5 năm tù à. Quý vị thấy không, rất là nhẹ. Còn ở đây ba cái vấn đề mà đi uống bia lái xe đó, thì phải bị 1 tháng tù mắc luôn cái vớt. Cái này mới nặng nè. Đó, cái này bởi tôi nói cho quý vị, mỗi quốc gia nó có cái luật, cái hay, cái không hay, cái điểm yếu, cái điểm mạnh. Nó, cái tội mà hăm dọa Thủ tướng thì chỉ có 10 năm tù. Thấy không, hối lộ tham nhũng nặng thì có 4 năm tù. Hiếp dâm dài 3 năm tù. Còn mình đi uống bia thì hết mắc hết 1 tháng tù, mắc luôn cái bằng bác sĩ, mắc luôn cái bằng mà luật sư, nói chung cái bằng gì cũng vậy. Ở tù ra là mất việc làm. Có những cái tôi cũng không có hài lòng với cái luật pháp của Na Uy. Nhưng mà tôi chỉ là dân thường, làm sao tôi thay đổi được? Đúng không? Nếu tôi lên làm Thủ tướng Na Uy thì tôi chắc chắn sẽ cái đầu tiên cái luật tôi đưa ra là không được phép trục xuất bất cứ một gia sắc tộc nào đến đây định cư. Đó, thì tôi sẽ ra cái luật đó. Nhưng mà sau 8 năm hết cái nhiệm kỳ của tôi thì cái lệnh trục xuất cũng có thể lật ngược lại như thường. Nghĩa là ai lên lãnh đạo là người đó quyết định cái luật lệ của một quốc gia đó. Luật lệ luôn luôn lúc nào cũng có sự thay đổi, thưa quý vị khán giả trên quê chúng ta. Bởi vì tôi nói với quý vị rồi, sống ở bất cứ một quốc gia nào phải tuân theo luật pháp của quốc gia đó. Chứ không thể nào nói nước này vậy thì nước kia phải giống vậy. Không có đâu, mỗi quốc gia đều có cái luật thay đổi hết. Cho nên tôi không có mà hài lòng với cái người dân ở trong nước, là cái người dân chủ cội á, đòi hỏi nước Việt Nam phải theo Mỹ thế này thế nọ, đòi hỏi thế này thế kia. Các bạn dân chủ cội ơi, tôi nói cho các bạn nghe, trong và ngoài nước nè, các bạn biểu nước Việt Nam phải đi theo Mỹ, và lỡ thằng Mỹ nó bỏ rơi giống như ở 45 năm về trước, 48 năm về trước trong miền Nam thì sao? Nếu nó bỏ rơi nhà nước Việt Nam, nếu bây giờ toàn dân Việt Nam chúng ta 90 triệu dân sao sống? Các bạn theo đi kia, đi theo Mỹ. Năm xưa nó tài trợ cho, nó hứa tài trợ có 3 triệu ra mà đô la, nó cũng không tài trợ, nó bỏ trong việc chết mẹ quý vị luôn, nó bỏ trong việc thê thảm với cái miền Nam. Bây giờ quý vị qua bên tới này phải kêu nước Việt Nam theo Mỹ hả? Các bạn nên nhớ rằng người ngoại quốc cũng biết nói láo. Các bạn nên nhớ câu đó nha, nó cũng chỉ là người thường mất thật thôi mà. Không, các bạn xạo phải kêu nước Mỹ, kêu nước Việt Nam ta phải theo Mỹ thế này thế nọ. Là ông Mỹ nó không bảo đảm thì sao? Cho nên cái vấn đề mà chính trị của quý vị là chính trị xạo, và trình độ của quý vị cũng là trình độ là trẻ con mà thôi. Quý vị chưa đủ tư cách lên kênh truyền thông để mà dạy người ta làm chính trị này, dạy người ta làm kinh tế kia. Đó, tôi nói là vấn đề những người dân chủ cội, nhất là những người sinh trước năm 1975, tôi nhấn mạnh rất rõ ràng. Những người sinh sau năm 1975 không có gì phải mà đánh giá họ, chưa cần thiết. Tại vì những người sinh trước năm 75 là những người thù giặc, là những người bất tài, không xứng đáng để mà học hỏi, không xứng đáng để lắng nghe theo họ. Đó là góc nhìn của tôi về những con người Việt Nam mà kêu nước Việt Nam phải đa đảng, phải theo Mỹ, theo Mễ vậy đó. Đó, tôi không bao giờ ủng hộ cái vấn đề đó, mà tôi phản biện ngược lại. Mỗi một quốc gia đều có con đường đi hết. Tôi nêu ví dụ, quý vị dân chủ cội nói là Việt Nam phải đa đảng thì người dân phải ấm no giàu có. Vậy nè, quý vị đừng kêu con cái của quý vị đừng có học ngành gì hết, đi theo tôi qua đây buôn bột.
buôn xì ke thì tự động làm giàu. Còn con gái của quý vị không cần học hành hết, qua đây theo tôi đi đóng phim heo, tự động sẽ làm giàu. Nếu quý vị nghe lời tôi, nghe lời xúi dục lôi kéo của tôi, thì quý vị mới đủ tư cách xúi dục những người bên Việt Nam. Quý vị dám làm không? Thấy không? Quý vị chuyên môn để xúi con người ta ở bên Việt Nam đi làm chuyện lầm đường lạc bước, mà trong khi con cái của quý vị ở đây quý vị không dám. Đó. Quý vị muốn phục quốc á, tôi chỉ cho cách quý vị phục. Quý vị gom lại hết tất cả bao nhiêu người Việt Nam ở bên đó đó, xăm mình lên à, tôi muốn phục quốc, à, tôi muốn phục nước. Đứng ngay cái tòa nhà trắng của Mỹ đó, đứng ở đó quanh năm suốt tháng, chừng dài 300 năm là quý vị phục quốc. Đó là tôi chỉ cách cho quý vị phục quốc. Rồi sau khi quý vị thành công rồi đó, thì quý vị mới đủ tư cách xúi người dân hoặc là lôi kéo người dân trong nước để chống phá đất nước. Đó, thành công hay thất bại trong nước tùy quý vị. Còn quý vị trước tiên muốn xúi người ta thì quý vị phải chứng minh rằng quý vị làm cái gì thành công bên bên nước Mỹ đi. Đó, cứ xăm mình, tao muốn phục quốc, tao muốn phục nước. Rồi đứng chung quanh, coi như là cầm mấy cái liều đó, cứ cầm ở chung quanh mấy cái nhà trắng của Mỹ đó. Và tự động sẽ, dài 300 năm quý vị sẽ được như ý à. Quý vị mà làm được điều đó đi, rồi quý vị mới xúi người dân trong nước mà đi chống phá đất nước. Quý vị xạo, quý vị là những người rẻ tiền của thảm bại miền Nam, chứ không phải là đắt tiền, là dạng rẻ tiền. Còn bị đặt lên trên kênh truyền thông này, phê người này là bò đỏ, bò vàng. Tôi ghét nhất là cái câu đó, cho nên tôi phải dùng những cái lời nói, phải nói là kém lịch sự, để chơi ngược lại với quý vị. Dạ vâng ạ, vâng, cảm ơn anh Phước Hưng. Chiều hôm nay thì là Bảo Ngọc rất vui và đã được nghe câu chuyện, rất nhiều thông tin cũng như câu chuyện kể của anh Phước Hưng. Và cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh có một buổi chiều tối thật là vui và một buổi cuối tuần có nhiều ý nghĩa. Cảm ơn anh Phước Hưng. Xin chào quý khán giả của Việt Vision. Bây giờ Bảo Ngọc đi xuống biển để đi tắm đây ạ. Dạ, xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc, bình an cho quê hương ta. Xin chúc chị Bảo Trâm đi tắm biển vui vẻ, chị Bảo Ngọc chứ. Dạ. Lại Bảo Trâm. Vẫn gồng lên giữa đất, tổ quốc lóe lên hình tia chớp ngăn tù.